Đây, thế là nhờ cô Loan thì cô ấy đã gọi cho cô Loan, và hiện tại thì mọi người đang tập trung ở trong cái cửa hàng của cô Loan để trú mưa luôn. Đây này, hóa ra là cô cũng biết YouTube với Facebook đúng không? À, đây đây đây, cái này là người Việt à? Cái này là có khác gì Việt Nam đâu nhỉ? Mọi người thấy thế không? Nhìn chả trông chả khác gì Việt Nam. Chị ơi, chị cô, cho em ăn phở à? Ui, phở kia à, chị. À, một suất nhưng nhộng mà. À, phở này trong này có gì nhỉ? Có thịt lợn này, có đậu tương, những cái sợi phở cũng là khá là to. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang trên đường đến với nông thôn Trung Quốc. Và khi mà qua đây thì mình gặp một cái khu chợ, một cái khu vực trung tâm. Và có lẽ là mình sẽ dừng lại để mà quay về cái khu chợ này trước khi mà mình đi sâu hơn vào những cái khu vực mà vắng người, ít người. Đây được coi, được gọi là thị trấn Mã Lù, thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Trước tiên thì mình đã thấy là rất là nhiều những người già, những người lớn tuổi, họ ra chợ và họ mua những cái đồ ăn, đồ để nấu ăn. Đây này, đây là một cái cửa hàng bán rau xanh và toàn thấy người già thôi. Mình cảm giác như là cái khu chợ này giống những cái khu chợ ở vùng cao của Việt Nam, giống như là những cái khu chợ phiên ấy, ở những cái thị trấn của Việt Nam ấy. Đấy. Một gian hàng bán hoa quả. Cái điểm dễ nhận diện ấy, thì đó là có rất là nhiều người già. Hiếm khi nào mà gặp những người trẻ. Ở những cái vùng nông thôn của Trung Quốc thì chủ yếu là tập trung là người già thôi. Người trẻ họ có xu hướng là lên thành phố lớn để lập nghiệp. Ví dụ như là ở đây thì người ta sẽ đi Nam Ninh chẳng hạn, thủ phủ của Quảng Tây, và họ sẽ tập trung làm việc ở đó. Còn ở những cái vùng quê thì đa phần sẽ chỉ có người già. Những loại rau củ quả thì cũng giống như bên Việt Nam thôi. Đây này, dưa chuột các thứ đó. Trong khu vực này là khu vực đình chợ. Hôm nay thì có vẻ vắng hơn so với cái lần đầu tiên mà mình đi qua đây. Nhưng mà lần đó thì mình chưa kịp quay cho mọi người. Trong này là những cái gian hàng người ta bán đồ ăn sáng ấy. Một cân thịt ở Việt Nam ấy, thì là bằng hai cân thịt ở đây. Mọi người có biết củ này là củ gì không? Đây này, củ này này. Có lẽ là phải những cái người mà đây này, những cái củ này này. Mình cũng không biết đâu, nhưng mà mình đoán đây là củ mài. Củ mài này thì có vẻ như là phải từ ngày xưa cơ. Thì những cái người già thì người ta biết. Còn cái này là mình cũng đoán thôi. Để mình bước lên cái hướng trên này. Những cái bánh đây này. Bánh rán. Bình thường mình đi như vậy á, thỉnh thoảng gặp những người Việt Nam vui lắm. Có duyên thì sẽ gặp thôi. Còn tìm kiếm thì cũng chưa chắc tìm được. Mùa này đang là mùa mận, mùa thanh mai, mùa mận. Những cái ngôi nhà ở cái khu vực này trông nó cũng khá là cũ. Có vẻ thị trấn này cũng lâu đời rồi. Ở đây thì cũng có những cái quầy hàng nhỏ nhỏ ấy, các bà. các người lớn tuổi người ta trồng ở nhà ấy, những cái loại quả, loại rau này này, xong rồi người ta cũng ngắt để đem lên chợ bán. Có những người thì nhiều khi chỉ có mỗi mấy mớ rau thôi, người ta cũng đem lên chợ. Đây này, đây là rau muống. Rau muống, còn đây là kiểu như là ở đây thì người ta sẽ lấy này này, cái này gọi là gì mình đã quên mất rồi, để ăn với cháo đấy, ăn với cháo trắng ấy. Đây này, dưa này đó,
người ta sẽ tự ướp. Ở chỗ Yên Án á. Ở đây Yên Án á. À, ở Truy Quán. Dạ bây giờ. Dạ bây giờ. Chào chị ạ. Ớt này. Mình bảo với bà ấy là mình là người Việt Nam và sang đây để đi chơi. Đấy, những người già cụ bà này thì lưng còng hết rồi. Đây này, lưng còng hết rồi mà vẫn đi bộ ra chợ này, chống gậy, tìm hỏi mua thuốc. Đây là một cái cửa hàng tạp hóa. Thuốc xạo. Lộn lắm. Mình hỏi bao nhiêu tiền và người ta bảo là lộc minh. Lộc minh là 6 đồng 6 tệ. Nhưng mà đó là tiếng Bạc Và hoặc có thể là tiếng Quảng Đông. Còn họ cũng không cái khu vực này người ta cũng ít nói tiếng phổ thông, tiếng Hoa. Chủ yếu là người ta nói tiếng địa phương, tiếng vùng miền của họ. Mình đang định ra ngoài kia thì gặp một cơn mưa khá là lớn và chờ mãi thì trời mới tạnh mưa. Mà bây giờ thì có lẽ là mình sẽ vào một cái quán ăn nào đó ở trong cái đình chợ này để thử cái ẩm thực ở trong chợ này xem có điều gì đặc biệt không đã. Xong rồi thì mới tiếp tục di chuyển tiếp. Ở cái quán đầu tiên này thì có cái món giống như là cái bánh đúc ấy. Và đây mình thấy người ta ăn cả những loại cháo giống như là cháo ngô. Còn không biết là trong quán này thì có món gì đây. Bây giờ mình có lẽ là mình sẽ vào. À đây là món phở. Còn bây giờ thì chị ơi, chị cô cho em ăn phở à? Ừ, phở kia. À chị. Kinh nhộng à? Một suất. Kinh nhộng à? Ok. Quán này trước đây mình từng ăn nhưng mà hôm đó thì mình ăn cái món bánh cuốn này. Đây, cái bánh cuốn người ta cũng cuốn cuốn vào như là đây là món bánh cuốn nhá. Xong rồi thì đây là cái món giống như bánh đúc này. Đó, giống như bánh đúc. Kia còn có bánh cái bánh này thì có lẽ trên vùng cao thì hay thấy này. Đây này. Đó. Cốc mò. Bánh này bánh cốc mò. Nó sẽ hơi vàng vàng. Ở bên trong nó sẽ hơi vàng vàng. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ăn cái món phở này. Ngon chưa? Đây là cái món xem. Món phở. Phở này trong này có gì nhỉ? Có thịt lợn này, có đậu tương. Những cái sợi phở cũng là khá là to. Mình phải ăn cay một chút. Lần sau mình sẽ thử cái món bánh đúc của cái quán này. Trông ngon nhá, trông bánh đúc này ngon này. Đó. Ăn thử xem là cái cảm giác ăn phở ở bên Trung Quốc này sẽ như thế nào. Đây. Bát này thì một cái bát khá là nhỏ thôi và họ cho rất là nhiều phở. Trông không được ngon như phở Việt Nam. Không có nhiều gia vị như bên Việt Nam mình. Phở Việt Nam ngon hơn mọi người. Phở Việt Nam mới là chân ái. Mình vừa ăn xong hai bát phở cho mọi người xem cách người ta tráng bánh cuốn. Đây là những cái nhân bánh cuốn này. Trong này thì thấy chắc là thịt, xong rồi có nấm,
thịt nấm và cà rốt à, thấy những cái gì nó hơi hơi màu da cam ấy. Đó, sau đó thì người ta sẽ cho kia người ta tráng. Mình thử hỏi xem là hai cái bát phở này sẽ hết bao nhiêu tiền. Đây anh ấy tôi sợ chén à, tất cả 3 món, tất cả 10 món. Lẻng cơ 18 ok 2 bát mới hết có 18 đồng, 18 tệ chưa đến 18 tệ khoảng hơn 60.000 một chút. Mình đang trên đường trở lại nhà cô Loan, người cô mà hôm nọ mình đã có lần đến thăm. Cô này thì cô ấy đã bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1994, đến nay thì tính đã tròn 30 năm. Và hôm nọ thì mình đã kịp tặng cho cô một thùng mì tôm rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình quay trở lại đây đi theo một người em nữa, đó là bạn Vương Khang. Cũng là một người làm về những cái video về cuộc sống Trung Quốc. Và vừa rồi thì hai anh em vừa gặp một cái trận mưa khá là lớn, xong rồi thì người cũng ướt khá nhiều rồi. Tuy nhiên là may quá là đi đến đây thì cái khu vực này nó lại tạnh mưa. Từ đây đến cái nhà cô Loan thì còn cách cũng khoảng tầm chục cây nữa, cho nên là có lẽ là mình sẽ cho mọi người xem quang cảnh của cái con đường nông thôn Trung Quốc, một cái con đường nằm trong khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Và theo như mình nhìn hai bên đường ấy, và nhìn ở những cái hộ dân hay là những cái xe chở lá đi lại ấy, thì mình nhận thấy rằng là cái khu vực này người ta trồng rất là nhiều những cái cây quế. Và có lẽ là đây là cái cây trồng mà nó phù hợp với cái thời tiết và cái khí hậu tại đây nhất. Cho nên là mình thấy là rất là nhiều những cái đồi, những cái rừng trồng quế. Ngoài ra là mình còn thấy cả những cái ao cá. Những cái ao cá thì có lẽ là lát nữa thì mình sẽ vào gần hơn một cái ao cá nào đó và quay cho các bạn xem là ở đó thì có loại cá chính là loại cá gì. Đó, cây quế rất là nhiều ở hai bên dọc đường thì đã có thể thấy rất là nhiều những cái cây quế và cái hương quế rồi. Ở đây cũng là một cái con đường đi đến một cái khu du lịch nghỉ mát tên là Kim Sa Thủy, một cái nơi trượt thác rất là vui. Tóm lại là một cái nơi du lịch trượt thác nước ấy. Đó, mọi người sẽ lên cái phao và trượt theo dòng chảy của nước. Mình cũng đã trải nghiệm cái trò chơi đó rồi và phải nói rằng là cái trò chơi đó nó thật sự là nó rất là vui và mạo hiểm, nó sẽ rất là phù hợp với những cái ngày hè như hiện tại. Kia kìa, ở đây có những cái dãy núi cao và sau khi cơn mưa cái sương mù vẫn còn đang lởn vởn ở những cái chỏm núi. Cái chỗ này thì có vẻ có nhiều ngôi nhà hơn. Đây là một cái khu dân cư nào đó. Mình thấy người ta để xe cũng rất là bừa bộn luôn ấy. Những cái xe ô tô mà người ta cũng để kiểu nó không, nó có vẻ nó không, người ta đỗ xe không gọn lắm. Đó, đây này, đỗ cứ lệch chỗ này lệch chỗ kia. Đây có thể là một cái xóm làng nào đó của bên phía này, của bên phía Trung Quốc này. Ở đây thấy cả những cái cây dâu da này, cây mít, cây dâu da. Và hai bên đường còn trồng, hai bên đường không chỉ là trồng những cái quế đâu, ở đây mình còn thấy cả những cái ruộng ngô, những cái ruộng ngô và những cái cây cây bon à, cây bon chuối nữa này. Nhưng mà chủ yếu là đời sống ở đây sẽ phụ thuộc vào cây quế rất là nhiều. Hôm nay thì mình khi mà mình đến với nhà cô Loan thì mình có hẹn trước với cô vào cái ngày hôm trước ấy, là hẹn là đến đây và nhờ cô đưa ra cái vườn quế của cô ấy để là xem cách cô ấy làm, cách cô ấy chăm sóc một cái cây quế như nào, tìm hiểu về cái một cái quy trình về trồng quế và thu hoạch quế.
đúng là những con đường Trung Quốc thật sự là nó rất là thoáng đãng, nó rất là thoáng đãng, và đường thì rất là nhiều cây cối, sạch sẽ nữa. Ở đây họ có cái ý thức bảo vệ môi trường khá là tốt, theo mình đánh giá là như vậy. Xung quanh những cái chỉ cần đi khoảng 100 đến 200 mét là sẽ thấy những cái xô rác, những cái xô đựng rác, bất kể là ở đó có nhà hay không. Đấy, mình vừa quay cho các bạn đây, và trên này thì lại bắt đầu lại thấy tiếp hai cái xô rác rồi. Đấy, mọi người ở đây có cái phải nói là người ta bảo vệ môi trường tốt thật, cái ý thức ấy, cái ý thức môi trường xanh sạch đẹp tốt, công nhận là như vậy. Đây này, nhà này quế này, đó, quế này. Ở trong kia, ở phía bên trong kia, mình thấy mấy cái ruộng ngô đây. Ngô thì cũng đã bắt đầu ra quả, ra trái rồi. Wow, ở trong kia có một cái ngôi nhà, cứ như là một cái ngôi nhà biệt lập vậy. Giữa một cái đồi núi toàn cây xanh, và tự nhiên xuất hiện một cái ngôi nhà đó. Trời hôm nay vẫn còn khá là âm u, nãy thì mình vừa gặp một trận mưa xong, bây giờ thì đang cầu trời là đừng có mưa nữa để anh em đi quay cho nó thuận lợi. Được cái là như vậy thì thời tiết rất là mát, mấy hôm trước thì nắng nóng, đi ra đường rát hết cả người. Ở đây thì hiếm lắm thì chúng ta mới có thể gặp được một cái chiếc xe máy. Chủ yếu là người ta sẽ đi xe điện, từ ô tô điện cho đến xe máy điện. Đây có vẻ như là hai cái quán ăn nghỉ ngơi dọc đường. Rất là nhiều quế nhá. Đó, những cái thân cây quế. Bên này đây này, ngô này. Trồng ngô, trồng đỗ, trồng sắn, lá lốt. À, đây còn có một chút cây thuốc lá nữa. Thuốc lá này thì hiện tại được trồng rất là nhiều ở những cái khu vực Cao Bằng, biên giới Cao Bằng ấy, trồng rất là nhiều thuốc lá. Mình sẽ vào đây và mình cho mọi người xem cái ao cá. Cho mọi người xem những cái ao cá của cái người dân khu vực xung quanh này. Hiện tại thì xem nào, hôm nay không có ai. Hôm nọ mình đi qua đây và mình thấy có người đang chăn nuôi cá chỗ này này. Hôm nay mình vào đây mình quay lại cho mọi người xem một chút. Đây, nhiều cá lắm, ngay dọc đường, ngay cạnh đường luôn. Này, nhưng mà có lẽ là đúng là phải có thức ăn cho nó thì mới dễ nhìn được. Mình nhìn bằng mắt thường, nhìn bên ngoài thì thấy rõ lắm, nhưng mà mọi người xem ở trong này thì hơi khó. Quá to lắm nhá. Đây này, đây này, đây 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 đây, mọi người có thấy không, nhiều lắm. Đây này, nó cứ tưởng là mình đến chăn nó hay sao ấy. Ngồi ngồi lên khá là nhiều đây, ngồi lên hít thở, toàn là cá rô phi. Uầy, to đấy nhá. Nhiều lắm, một cái ao này cũng khá là rộng. Rô phi nhiều lắm. Ở đây hôm nọ bảo là có rô phi với cả con gì ấy nhỉ? Cá mè nữa. Rô phi, cá mè. Uầy, đi qua khu vực này mình mới thấy là người ta trồng đỗ rất là nhiều đây. Đỗ, ngô. Rất nhiều và rất đẹp, khung cảnh ấy, khu vực xung quanh đây rất là đẹp. Ngay bên cạnh đường, biển giới hạn tốc độ tối đa trên 30 cây, à đâu dưới 30 cây. Đường quá là đẹp luôn. Phải nói là
không có bụi, đường đẹp và sạch. Hôm nay mình di chuyển bằng một chiếc xe điện đó. Đây này, lại rất là nhiều đỗ này, người ta trồng đỗ nhiều quá. Wow, xanh mướt nhìn thích mắt thật. Ở đây ấy, những cái người dân ấy, người ta cũng trồng những cái cây như này này, sau rồi có một ít đồ là người ta cũng đem ra bán, bởi vì là hầu như sẽ là toàn người già, và người già thì người ta sẽ không ăn nhiều đâu ấy, người ta cứ trồng xong rồi có gì thì có đất thừa tí nào là người ta trồng tí đấy, và sau đó thì đem ra chợ bán có một tí đồ thôi á, nhưng mà cũng đem ra bán, giống như là ở bên trên vùng cao Việt Nam á. Cái ngôi làng này á, có nhiều người ta cũng vẽ tranh lên tường này, những cái bức tranh rất là Trung Quốc, trông khá là đẹp lắm. Cái này thì như kiểu là võ tòng diệt hổ á, đó, võ tòng đánh hổ. Đây thì cây trâu. Ngôi làng này có vẻ là khá là có bản sắc. À, đây lại có hình con lợn này. Xong rồi trong này là gì đây? Trong này là hình ngôi làng này khá là bản sắc đấy. Đây này, đó. Khá là ở bên ngôi làng dân tộc Kinh của chúng ta ấy, thì là dân tộc Kinh ấy, thì sẽ có những hình ảnh thì mang tính đậm chất rất là Việt Nam. Và cái ngôi làng này thì nó đây, nó cũng kiểu những cái bức tranh mà liên quan đến nông nghiệp lúa nước, cũng là con trâu, xong rồi cũng cái cày, cũng cày cũng bừa đấy, những cái ruộng, những cái vườn ruộng đỗ này, đỗ có vẻ tươi tốt đấy chứ, đỗ lạc chứ lạc thì đúng hơn, từ nãy giờ nói toàn nói nhầm thành đỗ. Những cái cây người ta trồng lạc có vẻ tốt đấy chứ, những cái ruộng này. À, đây là cây quế mọi người ạ, đây là cây quế đây, đây là thân cây quế đây. Đây này, mình sẽ lấy một tí để mà mình thử. Đúng rồi, cây quế luôn. Người ta phơi như này. Mùa này đang là mùa thu hoạch quế. Khi mà đi trên đường ấy, mình gặp rất là nhiều những cái xe người ta chở những cái cây quế này này. Wow. Biết lấy cành nào được nhỉ? Lấy một chút. Đi đường gặm cho thơm miệng. Ở nhà cô Loan ấy là cô ấy cũng có quế thôi. Hôm nọ đến lần đầu với cả Khang ấy thì cô ấy còn cho hai anh em một cái túi quế cơ, bảo không nhận đâu bởi vì là làm sao mà ăn hết được. Nhưng mà cô cứ đưa cho bằng được ấy, thì bây giờ không lấy thì cũng ngại. Nhà cô thì cô cũng nghèo ấy, chả có cái gì cho, cô cho gì thì cứ lấy thôi, cho quế. Sau đó thì hôm sau thì mình quay về để mình tặng một cái thùng mì tôm ấy, thì cô ấy lại cho một túi lạc. Đây này, mình lấy một cái thanh quế như này đó. Đi gọi là nhai cho đỡ buồn mồm mà. Tiếp tục di chuyển thôi. Đây là những cái ngôi nhà của bên Trung Quốc đây, những cái ngôi nhà ở nông thôn đây. Nông thôn Trung Quốc thì có cái là người ta nhiều ô tô, nhào mấy thì cũng thấy rất là nhiều ô tô, những cái xóm làng á. Mỗi nhà, uầy, con chim gì đây? Cảnh yên bình quá. Đây lại là một cái ao nuôi cá này. À đây này, lại quế đây. Nhiều lắm, trồng bí, trồng ngô, ôi, cũng đủ thứ. Ngô này cũng quả này, chắc là sắp thu hoạch được rồi. Có khác gì Việt Nam đâu nhỉ? Mọi người thấy thế không? Nhìn chả trông chả khác gì Việt Nam.
những cái khu vực biên giới thực sự là giống nhau, giống từ con đường cho đến văn hóa cho đến cây trồng, ngôn ngữ thì nhiều cái cũng giống nhau luôn. Ngôn ngữ thì nhất là tiếng tiếng Choang ấy, ở bên này người ta sẽ là dân tộc Choang, dân tộc Tráng ấy. Còn bên chúng ta thì là gọi là dân tộc Tày, dân tộc Nùng ấy. Đó, cái ngôn ngữ đấy thì gần như là khi mà hai bên giao tiếp với nhau ấy, sử dụng cái ngôn ngữ đấy là được đấy. Những cái vùng núi như kiểu là Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang chẳng hạn, khi mà giao tiếp với dân cư biên giới của những cái người Trung Quốc ấy, họ chỉ cần sử dụng cái tiếng dân tộc thôi là họ có thể nói chuyện rồi. Mát quá, trời hôm nay phải nói là cực kỳ mát mẻ luôn. Sau khi mà cái video đăng về cô Loan được đăng lên ấy, thì cũng có một vài người người ta hỏi là kiểu như là cô có muốn về Việt Nam không chẳng hạn ấy. Tuy nhiên ấy là theo như mình tiếp xúc và mình nhận thấy, không chỉ là cô Loan đâu mà là kể cả những cái người khác ấy, những cái hoàn cảnh khác ấy, thì cũng nhiều người người ta khi họ đã, mặc dù là người ta bị lừa, nhưng mà sau thời gian trôi đi nhiều năm rồi ấy, 20-30 năm rồi, thì người ta cũng có con có cái, có chồng con hết rồi, và đất đai ruộng vườn, cho nên là cái việc quay trở về Việt Nam ấy thực sự là nó chỉ là quay trở về để đi chơi hay gì đó, hay là đi thăm những người thân thôi, chứ còn bảo là người ta quay trở lại để người ta sống ấy là gần như là rất là khó sống, rất là khó hòa nhập luôn ấy. Họ đã quen với cái cuộc sống ở bên này rồi, trừ khi là bây giờ có những người mới bị lừa đi một vài năm chẳng hạn, thì họ còn nhiều mong muốn, còn nhiều hy vọng quay trở về ấy. Còn những người này là người ta đã có gia đình, có con cái, có cháu hết rồi ấy. Đó, cho nên là bảo quay về thì thực sự là bây giờ về nó cũng không thể nào mà hòa nhập được nữa. Cuộc sống thì cũng khó khăn, nhất là những cái giai đoạn mà hồi mới bị lừa sang chẳng hạn, thì những cái giai đoạn đó mới là những cái giai đoạn khủng khiếp. Còn đến hiện tại thì những cái khổ nhất, những cái khó nhất thì cũng đã đi qua rồi, đã trải qua rồi. Cho nên là cuộc sống bây giờ nó cũng bình thường, bình dị như vậy. Mình đến nhà cô Loan, nhưng mà hiện tại thì nhà cô ấy đang đóng cửa và đang cố gắng là đi xung quanh những cái xóm làng ở xung quanh để xem là liệu có thấy cô ấy không. Và lạc vào một cái con xóm đúng kiểu là nông thôn luôn này này mọi người. Gà này, những cái khóm tre, khóm trúc này, những cái cây tre này. Wow, vào trong này cảm giác nó... Wow, bên cạnh này lại có một cái con suối nhỏ ấy. Trời vừa mưa xong và dòng nước thì đang chảy. Trong này có vài ngôi nhà thôi. Ôi vắng quá, cũng hơi sợ. Cho nên là có lẽ là mình sẽ quay đầu trở lại thôi. Đúng là kiểu lạc đường mọi người ạ. Đi loanh quanh. Ui, trong này đây, tiếng suối chảy róc rách. Hai bên thì có những đàn gà. Có một đứa trẻ nó đang tìm, có lẽ tìm mẹ hay là ai đó. Tìm mẹ. Đây cho mọi người xem là nhiều nhà ở đây người ta vẫn sử dụng cái mái ngói âm dương này. Đấy. Cái mái ngói. Ui muỗi. Người ta chè những cục gạch lên là để những cái lúc mà gió mạnh ấy, gió tốc ấy, là gió mạnh ấy, bão chẳng hạn thì cái ngói này nó không bị rơi, tại vì là ở những cái vùng cao Việt Nam ấy, nhiều nhà vẫn đang sử dụng những cái ngói này này, nhưng mà những cái hôm trời mưa hay là trời gió mạnh ấy, là sau đó là cứ phải lợp lại. Đây hôm nay mình đến nhà cô Loan nhưng mà chưa gặp được cô ấy, cho nên là vào đây lại gặp mấy cô người Việt khác. Cô ấy bán hàng ở cái khu du lịch xung quanh đây. Đây này, cô bán những cái đồ
ví dụ như là những cái chai nước, hoặc là những cái hộp sữa. Ở đây là cái khu du lịch trượt thác và đang chờ cô làm cái bát mì tôm cho mình. Cô bảo là vào đây thì cô sẽ bán rẻ cho. Người ta bán 6 đồng thì cô bán 5 đồng cái bát mì tôm thôi. Đó. Ở đây là khu du lịch trượt thác. Chơi trò đó rất là vui, hôm nọ thì mình đã chơi rồi. Mùa này thì đang là mùa hè cho nên là người ta sẽ đến cái khu này để chơi trượt thác rất là nhiều. Rất là vui luôn. Cô ơi, mùa này nhiều người Việt Nam sang đây chơi không? Hôm nay có đoàn đây này. Đúng. À, thế là họ đã đang đi trượt rồi à? Ừ, đi trượt rồi, đến 3 giờ lại có một thác nữa. À, đến 3 giờ, vâng. Đấy, có đoàn đây nữa, nó mới đi trượt đây này, chưa vâng. Về à? Còn chưa về luôn, chắc là đang trượt rồi nhỉ? Ừ, đang trượt rồi, vâng. Chứ mày có ấy thì phải 3 giờ. Vâng. 3 giờ thì phải toàn đây. Hôm trước cháu chơi rồi. Có chơi có vui không? Vui chứ. Cô bán đây là được mấy năm rồi? 6-7 năm rồi. Bán đây 8 năm nay rồi. 8 năm, thì có nghĩa là cái khu này đã lâu như vậy rồi á? Gần à. Hồi đấy chứ em nục xịn nhện mà đấy như đồ bình khí của hói à. Vậy đến 8 năm nay rồi cô. 8 năm rồi. Cô đang nói này là tiếng Bạc Bà. Tiếng này tiếng Ngái. Còn tiếng Bạc, Ngái. Ừ. À. Tiếng Bạc Bà là khác. Tiếng Bạc Bà lại khác. Ừ, phổ thông là khác. Vâng. Ừ. Tiếng Ngái là của cái khu vực này. Ừ. Đúng nhỉ? Tiếng Ngái được mà nói tiếng Bạc Bà được cái gì. Ngày xưa là nếu mà ai thích nói khách ở đến thì nói tiếng phổ thông. Qua chuyện đây những cái bà chị râu nhà này, chị râu nhà cô này. À, dạ. Dạ dạ. Cô có hay về không? Cô hay về bên Việt Nam không? Từ năm dịch đến giờ cô không về. Vâng. Năm dịch đến giờ là cô ở bên nhà ông bà mất hết rồi. Ui. Còn hai ông anh trai cũng mất hết rồi, chỉ còn có cháu với chị râu thôi nên cô cũng không về. À, Thái Bình. Ừ. Cô ở đâu Thái Bình vậy? Từ Tiên Hải. Tiền Hải á? À, Tiền Hải à? Khu Nam. Vâng. Bình thường là mọi người khi mà đến cái khu du lịch này chơi, sau khi mà thay đồ hoặc là những cái đồ mà không thể cầm theo khi mà chơi trượt thác là mọi người hay gửi ở cái quán của cô này. Cô sẽ trông cho và trông miễn phí thôi. Chứ còn không tiền nong gì đâu. Bây giờ thì mình sẽ lại ăn mì. May quá là trời cô loán về nhưng mà không biết là cô sẽ đi đến lúc nào đây. Và không biết là cô đi đâu luôn ấy. May quá là cái khu này thì cũng gần nhà cô ấy cho nên là vào đây để ăn mì với cô này trước. Đây, thế là nhờ cô Loan thì cô ấy đã gọi cho cô Loan và hiện tại thì mọi người đang tập trung ở trong cái cửa hàng của cô Loan để trú mưa luôn. Thì hôm nay thì bạn Khang, bạn ấy đến đây và bạn ấy đã chuẩn bị rất là nhiều những cái đồ bánh này, những mì tôm để lấy thêm cho cô Loan. Đấy. Trời vẫn còn đang rất là mưa, hiện tại thì chưa thể nào mà quay về được nhà của cô Loan. Đây này, hóa ra là cô cũng biết YouTube với Facebook đúng không? À đây, cái này. À, người Việt à? Cái này là TikTok, sầu riêng. Nhưng mà cô không xem được cái của bọn cháu đâu, tại vì bọn cháu là ở bên Việt Nam. Còn cái này là cái phần mềm của bên Trung Quốc. Bên Việt đang làm xem được không? Đây đấy. Đây là cái kênh của cái người Trung Quốc. Người ta làm, có nghĩa là người Việt nhưng mà làm trên cái phần mềm của người Trung Quốc. À, đây à? Vâng, à. Mà cháu này lại không làm trên đấy. Cho nên là cô không thấy được. Trời mưa quá. Khu này là cái khu trượt thác mọi người ạ. Và hiện tại thì đầu hè thì sẽ cũng đã có những cái đoàn khách du lịch của Việt Nam đến đây và chơi những cái trò chơi ở đây rồi. Tuy nhiên là chỉ cần khoảng một tháng nữa thôi. Một tháng nữa thôi thì ở đây sẽ rất là đông luôn. Ngày nào cũng sẽ rất là đông luôn. Và cái trò chơi trượt thác này hiện tại có thể coi là cái trò mà vui nhất ở bên Đông Hương Trung Quốc này. Một cái trải nghiệm rất là vui khi mà mọi người đến với Đông Hương Trung Quốc để chơi. Và chúng ta sẽ được lên một cái phao. Sau đó là cái phao đó thì sẽ tối đa là được 2 người, mỗi người ngồi một đầu. Và chúng ta sẽ lên mua vé ở cái khu vực này nhá. Mua vé ở cái khu vực này. Sau đó thì được xe người ta đưa lên cái khu vực đỉnh thác. Sau đó thì ngồi lên cái phao đó và trượt. Từ đó về đến cái chỗ này này. Thì chơi sẽ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và cái giá vé là sẽ là 120 tệ một người. Đó,
Và nếu như mà mọi người có nhu cầu sang bên này để chơi, trải nghiệm những cái trò chơi trượt thác, một cái trò chơi có thể coi cái điểm du lịch này là điểm du lịch hot nhất của Đông Hưng vào mùa hè đó, nếu mà mọi người đến đây chơi thì mọi người có thể liên lạc với mình sẽ tư vấn cho mọi người. Có lẽ là cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây, và lát nữa nếu mà mưa tạnh hoặc là ngớt hơn hay là như thế nào đó thì mình sẽ quay thêm về cái cuộc sống của cô Loan đó, về vườn quế của cô chẳng hạn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã xem và đã ủng hộ cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.